Master Coach Nguyễn Thị Hệ lan tỏa hạnh phúc, tử tế và tri thức. Thông điệp thứ ba mà ngày hôm nay mẹ Hệ chia sẻ với các cha mẹ như vậy là các cha mẹ hãy nhìn ở trên màn hình đây. Đây là một trong những cái mà chúng ta cần phải thoát được khỏi thói quen của chúng ta. Đó là trong vòng 21 ngày và không phải tự nhiên chúng ta lại có cái quy luật là 7-3-21. Vậy nên là phải qua 21 ngày để chúng ta có thể rèn luyện được một thói quen mới. Mà mẹ hãy nhắc lại nha, thói quen thì không bao giờ mất đi đâu. Chúng ta chỉ có thể tạo lập một thói quen mới để đè bẹp đi thói quen cũ mà thôi. Nên theo cái sơ đồ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy này, để vượt qua được con người mình ý, để bắt đầu một thói quen mới thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải có đó là sự ý chí. Đấy, đầu tiên là chúng ta phải có được sự ý chí, luôn phải có cái này. Nên ý chí để các cha mẹ buổi sáng dậy thật sớm, học thật sớm, đòi hỏi cái ý chí của các cha mẹ rất là mạnh mẽ. Sau đó chúng ta phải bắt đầu lần N1, lần N2, lần N3 cố gắng lên, lần N4 cố gắng lên, lần N5 cố gắng lên. Và chúng ta sẽ đạt được một cái điểm, có nghĩa là điểm bùng phát. Nào chúng ta comment đi ạ, điểm bùng phát. Đây là một cái mô hình để chúng ta thay đổi thói quen của mình nhé. Và chúng ta thay đổi thói quen của cả con của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hình thành một thói quen mới để đè bẹp đi thói quen cũ thôi. Chứ còn thói quen cũ nó vẫn nằm ở đó, nó không mất đi đâu. Nhưng nếu có môi trường nó vẫn bật dậy. Mẹ ví dụ, một đứa bé nào nó có một cái thói quen ngủ dậy trễ hoặc là ngủ nướng. Vậy thì hôm nay chúng ta rèn luyện cho nó một cái thói quen là con ơi dậy sớm từ 5:30 hoặc 6 giờ. Vậy thì chúng ta phải rèn cho con rất là nhiều, huân tập một thói quen liên tục để nó tạo ra một thói quen dậy sớm. Thì lúc đó cái thói quen ngủ nướng kia bị đè bẹp đi. Nhưng không có nghĩa là nó mất đi đâu, nó vẫn còn ở đó. Và khi mà các cha mẹ cho nó nghỉ khoảng 1 tuần để nó được nghỉ sau học kỳ hoặc là nghỉ Tết thì cái thói quen ngủ nướng nó lại bật dậy như cũ. Đấy, điều đó để nói cho các cha mẹ một điều này, thói quen không tự mất đi đâu nhé. Nó chỉ có thể hình thành một thói quen tốt mới để đè bẹp đi một thói quen cũ mà thôi. Một cái ví dụ điển hình thứ hai cho các cha mẹ đây, để các cha mẹ hiểu cái điều mẹ đang nói này. Sẽ có rất là nhiều đứa trẻ nó hay ăn các vặt, hoặc có rất là nhiều các cha mẹ sẽ nhìn thấy có những cái đứa trẻ nó cực kỳ là hay đi ăn trộm đồ. Vậy thì nếu như hôm nay á, chúng ta phải comment cho mẹ cái câu này trước này. Môi trường thì sẽ quyết định nên tư duy và môi trường sẽ quyết định nên vận mệnh. Nào comment cho mẹ Hệ cái thông điệp đó đi ạ. Môi trường sẽ quyết định nên tư duy và môi trường sẽ quyết định nên vận mệnh. Nên khi mà từ đó tới giờ nó toàn ăn cắp vặt á, thế thì bây giờ chúng ta nhúng nó vào một môi trường thân thiện, nhúng nó vào một môi trường trung thực, thì chúng ta tạo cho nó, huân tập cho nó một cái thói quen mới, đó là tính trung thực. Nhưng xin thưa các cha mẹ nha, cái thói quen cũ nó vẫn không mất đi đâu. Không tin mà bây giờ các cha mẹ cho những cái người mà thiếu trung thực đó vào một môi trường trung thực một thời gian thì họ có một cái thói quen tốt hơn rất là nhiều, mẹ hãy thừa nhận đấy. Nhưng mà xin thưa với các cha mẹ là gì? Nếu như có một môi trường quay trở lại để cho những cái đứa bé đó nó tiếp tục nó quay trở lại cái môi trường cũ, lòi ra tiền để ra đấy, lòi cái điện thoại để ra đấy, cái đứa bé nó lại mon men quay trở lại một thói quen xấu y chang như cũ. Đó là lý do vì các cha mẹ hay thường nói cái câu là ngựa quen đường cũ, có đúng không? Chính xác là như vậy. Nên là khi mà nó được nhúng vào một môi trường tốt thì nó sẽ có một cái thói quen đấy tốt, thì nó đè bẹp đi cái thói quen xấu kia thôi. Nhưng nếu nó được nhúng vào một cái môi trường cũ thì nó lại bật cái đó lại y chang như cũ đấy. Nên thói quen không bao giờ mất đi, nó chỉ hình thành một thói quen mới, đè bẹp đi một thói quen cũ mà thôi. Tới đây các cha mẹ rõ chưa ạ? Nên lâu nay các cha mẹ quen ngủ đến 6 giờ rồi, quen là ngủ đến 6:30 mới dậy rồi, thì hôm nay phải rèn luyện cho mình một thói quen mới, đó là dậy sớm từ 4:15. Dậy sớm từ 4:15. Đấy, nếu mà các cha mẹ buồn ngủ thì mua cái tai nghe này gắn vào tai, nhưng mà cứ bật cái cam lên, đứng trước camera và nhảy cẫng lên, được chưa? Nếu mà chúng ta buồn ngủ. Nhưng mà học ở đây chúng ta không buồn ngủ được đâu. Cứ yên tâm, mẹ sẽ không bao giờ cho các cha mẹ ngủ được nha. Buổi đầu tiên mẹ thông báo cho các cha mẹ những quy định, những kỹ năng cơ bản thôi, để cho các cha mẹ như thế nào, để các cha mẹ biết được là lộ trình của chúng ta 21 ngày
Nhưng bắt đầu từ ngày mai các cha mẹ sẽ thấy các cha mẹ sẽ tỉnh hết cả ngủ đi vì chương trình và không thể nào ngồi mà ngủ được đâu đấy nhá. Chắc chắn luôn các cha mẹ. Rồi, thì đấy là thông điệp thứ ba mà chúng ta cần phải nắm để chúng ta tạo nên một thói quen mới, vượt qua chính mình. Và khi mà chúng ta đạt được cái điểm bùng phát rồi, thì cái cách để chúng ta thành lập một thói quen đó là chúng ta phải tiếp tục duy trì nó đến khi nào mà nó hình thành được một cái thói quen ở phía bên này này. Thì lúc đấy thói quen của chúng ta mới được hình thành. Nên đây là một cái mô hình để chúng ta làm gì? Chúng ta xóa đi những cái tính ì, trì trệ. Và con của chúng ta ở nhà cũng vậy. Nên là chúng ta muốn rèn cho con một cái thói quen mới là chúng ta phải cho con được vượt qua cái điểm bùng phát này và sau đó tiếp tục duy trì. Đấy, được gọi là lặp đi lặp lại là ông ngoại của thành công. Nào comment cho mẹ Hẹ cái câu đó đi ạ. Lặp đi lặp lại chính là ông ngoại của thành công.